một loại nước giúp hạ đường huyết, chống béo phì mà người Nhật làm mỗi sáng, ở Việt Nam bán rất rẻ mà không biết. Câu trả lời nằm ở việc họ rất chú trọng thanh lọc cơ thể thông qua một loại nước uống rất đơn giản, đó là nước lọc pha giấm táo. Nhật Bản dù là một quốc gia nhỏ nhưng lại có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, tuổi thọ trung bình của nam giới Nhật Bản là 80,5 tuổi, trong khi phụ nữ là 86,8 tuổi. Vậy, bí quyết nào giúp người Nhật duy trì tuổi thọ cao và sức khỏe tốt như vậy? Câu trả lời nằm ở việc họ rất chú trọng thanh lọc cơ thể thông qua một loại nước uống rất đơn giản, đó là nước lọc pha giấm táo. Người Nhật thường pha một hoặc hai muỗng canh giấm táo với nước lọc và uống vào buổi sáng. Họ tin rằng đây là cách giúp thanh lọc cơ thể, bảo dưỡng nội tạng với chi phí rất e rẻ. Giấm táo được tạo ra qua quá trình lên men tự nhiên từ táo. Khi ép lấy nước, đường trong táo sẽ được lên men thành rượu, sau đó chuyển hóa thành giấm. Quá trình này tạo ra các hợp chất quý như axit acetic, catechin và axit caffeic, có khả năng giúp tăng cường sức khỏe, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại. Nghiên cứu cho thấy giấm táo có khả năng làm tăng cảm giác no, hỗ trợ quá trình giảm cân bằng cách giảm lượng calo tiêu thụ. Một nghiên cứu tại Mỹ trên 175 người bị béo phì cũng cho thấy, tiêu thụ giấm táo hàng ngày giúp giảm mỡ bụng và cân nặng một cách nhanh chóng. Cơ thể sẽ thế nào nếu đều đặn uống giấm táo? 1. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Axit acetic trong giấm táo giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbon hydrate, từ đó giảm tốc độ đường hấp thụ vào máu. Điều này giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định, đặc biệt hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Y học và Liệu pháp bổ sung BMC đã chỉ ra rằng tiêu thụ giấm táo đều đặn có thể cải thiện nồng độ gluco trong máu và độ nhạy insulin. 2. Cải thiện tiêu hóa. Giấm táo là nguồn cung cấp men vi sinh tự nhiên giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện hấp thụ dinh dưỡng. Nhiều người cho biết cảm thấy tiêu hóa tốt hơn sau khi dùng giấm táo, dù cần thêm nghiên cứu để chứng minh điều này. 3. Hỗ trợ giảm cân. Giấm táo được coi là một trợ thủ đắc lực trong việc giảm cân nhờ khả năng kiểm soát sự thèm ăn. Một phân tích tổng hợp năm 2022 trên Current Development in Nutrition chỉ ra rằng axit acetic có thể ức chế sự thèm ăn trong ngắn hạn, giúp giảm cân hiệu quả khi kết hợp với chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. 4. Kháng khuẩn và kháng nấm. Giấm táo có thể tiêu diệt vi khuẩn và nấm men nhờ vào lượng phenolic cao. Tuy nhiên, việc sử dụng giấm táo để phòng ngừa bệnh tật vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định. 5. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy giấm táo có thể giúp giảm cholesterol xấu, LDL, và tăng cholesterol tốt, HDL, cải thiện sức khỏe tim mạch. Một thử nghiệm lâm sàng gần đây đã chứng minh rằng tiêu thụ 30ml giấm táo mỗi ngày trong 8 tuần có thể làm giảm tỷ lệ LDL-HDL, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Lưu ý! Bạn có thể pha 1-2 thìa giấm táo với nước lọc hoặc trà và uống vào mỗi buổi sáng. Thói quen này không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ giảm cân và tăng cường sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy kết hợp giấm táo với một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh. Nếu bạn đang có vấn đề về sức khỏe, hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ trước khi áp dụng cách này.